Long. Thái quý, vì sao? Vì sao lại lừa gạt bản tôn? Thái quý, tỉnh Chu Tước, phân thân. Tỉnh Thủy Hành, Thủy Thuẫn. Thái quý, đỉnh Thổ Hành, lên. Ngũ Hành Tứ Thánh, phong ấn. Ứng Long, sức mạnh của Cửu Đỉnh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức lật đổ trật tự của trời đất. Ta buộc phải phong ấn nó chung với ngươi. Thế nhưng một ngày nào đó trong tương lai, nhất định sẽ có người giúp ngươi thức tỉnh. Đến khi đó, hy vọng ngươi có thể buông bỏ thù hận, một lần nữa tin tưởng chúng ta. Tha thứ cho ta nhé, người bạn của ta. Tập 1. Chớp mắt ngàn năm, bãi bể nương dâu.
Hàng Cơn. Còn đang làm gì thế? Cha, cha là yêu quái già đấy à? Thế này mà cũng không dọa được cha. Thằng nhóc thối tha. Ta mà là yêu quái già thì con là nhóc yêu quái. Đừng đừng đừng, đau con. Cha lại bắt nạt con. Về nhà con sẽ mắc với mẹ. Nói cũng vô dụng thôi. Cẩn thận. Cha. Cái gì? Cha. Hàng Cơ, ráng lên. Cha, sao lại có gấu ở gần thôn chứ? E rằng có điều bất thường. Là hướng từ trong thôn. Hàng Cơ, con ngoan ngoãn chờ ở đây. Cha về nhà tìm mẹ con. Nhất định phải tự bảo vệ mình cẩn thận. Cha. Đại Dương có lệnh bắt tất cả thợ săn trong thôn, kẻ nào chống lại giết. Hàng Cơ, mau đi đi. Cha. 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 Hàng Cơ, mau chạy đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ đang ở đâu? Mau chạy đi. Thả mẹ ta ra. Mẹ. Mẹ. Báo yêu. Nhật tương thanh.
Dạ Tương Lạc, Tang Cung Cơ Đại, Đại Châu Thùy Mạc. Tuy kiếm huyền nghi chỉ là pháp bảo cấp chữ nhân trên phân bảo nham, nhưng đã theo con từ nhỏ, tâm ý tương thông. Sư phụ, nó đã rung lên. Chắc hẳn là con đã mơ thấy gì đó. Vẫn là chuyện năm xưa. Nhưng không sao, chỉ là giấc mơ mà thôi. Hàng Cơ, di sư nhìn ra được, những năm qua tuy con thường cởi mở lạc quan, nhưng trước giờ vẫn chưa buông bỏ được thù hận với yêu tộc, khúc mắc trong lòng khó gỡ. Xem ra di sư bắt con tự kiểm điểm, con vẫn chưa nghĩ thông suốt. Đồ Nhi không hiểu, chẳng lẽ trảm yêu trừ ma không phải là bổn phận của người tu hành chúng ta sao? Nhưng con đã bao giờ làm rõ cái gì là ma, cái gì là đạo chưa? Cái gì là ma, cái gì là đạo? Nếu chưa nghĩ ra được ngay thì đừng cố nghĩ nữa. Xuống núi đi. Xuống núi. Thế là ý gì? Tiểu Hiền nói người không cần con nữa, dớ dẫn. Hàng Cơ, con đến Bảo Thành tìm một người tên là Tử Thương, bảo vệ cô ấy cho tốt. Mọi chuyện là như thế nào, cô ấy sẽ tự nói rõ cho con. Vâng. Sao thiên diệt xuất hiện, rột rửa trần thế, nhưng phiền muộn hồng trần, tâm ma khó bỏ. Hàng Cơ, hãy tự biết quý trọng. Tiểu tử, nhóc con. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta thật sao? Thù yêu. Thánh quân có lệnh, phải để lại người sống sót. Có ích, đừng làm hỏng chuyện đấy. Thánh quân mà tức giận thì không hay đâu. Dân, Tiểu Huyền, là yêu khí. Cứu, cứu giới. Đừng, đừng qua đây. Đúng là một con nhóc ngốc nghếch. Ta đã giết hết người trong thôn của ngươi rồi. Ở nơi hoang du hẻo lánh này mà ngươi còn mong có ai tới cứu hả? Ngoan ngoãn ngủ một giấc trước đi.
Ai? Tiểu Huyền. Thuật ngự kiếm. Ngươi là người của Lâm Kính Cốc.